ra đường băng chín. Trước 3.108 mét, hơn 3 cây số. Mưa to rồi. Gió rất lớn nhé. Gió tạt mưa kìa, gió tạt nước vào đường nhìn rõ. Sầm trời. Đây mình chỉ cần bay lên bên trên mây này. Nhà ga Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2/11/2016, máy bay cất cánh trời mưa to. Please stop for takeoff. Bắt đầu. Máy bay bắt đầu chạy. Bây giờ mới ra đường băng chính. Đèn, đèn, đèn để nhìn thấy, để bay lên, để bay cho nó đúng làn. Còn ở trên nhìn xuống thì có những cái cột đèn to. Sài Gòn nữa nó này. Người như này hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dây an toàn đã tắt. Nếu không có việc rời khỏi chỗ ngồi, quý khách vui lòng bấm cài dây an toàn trong suốt chuyến bay. Đề phòng khi bay vào khu vực thời tiết xấu. Trên máy bay có 3 phòng vệ sinh, 1 phòng để mang phía trước và 2 phòng để mang phía sau. Đây là chuyến bay không hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử. Vì vậy chúng tôi yêu cầu quý khách tuyệt đối không được hút thuốc trong suốt chuyến bay. Trên máy bay có hệ thống báo khói trong phòng vệ sinh. Nếu vi phạm, quý khách sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của luật hàng không. Bây giờ tiếp viên sẽ bán và phục vụ các thức uống giải khát và thức ăn. Quý khách vui lòng tham khảo thực đơn để tôi ghé phía trước. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, this is your sign and I'll be seated up. However, is it recommended that you keep your seatbelt fastened at all times wherever you are seated? You will find three of them on your phone, one in the front and two in the rear cabin. Smoking in your fire hazard is not permitted anywhere on this flight. The cabin crew will receive food and cabin with food and beverage for sale. Should you wish to purchase, please refer to the menu in the seat pocket. Please pardon if you require any further assistance. Thank you.